Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2018, cả nước tạo việc làm cho gần 1,65 triệu lao động, đạt 103% kế hoạch. Trong đó, có hơn 1,5 triệu người được tạo việc làm trong nước. Năm 2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hỗ trợ việc làm cho khoảng 2 triệu lượt người. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm, cả nước có từ 60 đến 62% lao động qua đào tạo, đưa hơn 100.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục giảm, cơ bản không để hộ chính sách gia đình nào phải rơi vào cảnh nghèo.